Cầu Long Biên đã xuống cấp ở nhiều vị trí và xảy ra không ít sự cố trong thời gian qua. Trong quá trình duy tu bảo trì để tránh những nguy hiểm xảy ra, cơ quan chức năng đã gắn biển cấm đi bộ hai đầu cầu. Tuy nhiên, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 22 giờ đêm 18 tháng 9, bất chấp biển cấm, hàng trăm chiếc xe máy đã dừng đổ san sát, nối dài hàng cây số trên cầu Long Biên hướng sang quận Tây Hồ. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng ngày 19 tháng 9, ông Nguyễn Quốc Vượng, giám đốc công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, đơn vị quản lý cầu Long Biên, thừa nhận có tình trạng người dân xếp xe hàng dài, hóng mát trên cầu, gây cản trở giao thông như phản ánh. Ông cho biết lực lượng chức năng sẽ vào cuộc để giải tỏa tình trạng này. Về tình trạng người bán hàng rong, bán nước trên cầu rồi chặt chém người đi đường mua hàng, việc này cho biết lực lượng chức năng đã dẹp được hoàn toàn. Cũng theo ông Vượng, cầu Long Biên ngoài đơn vị quản lý là công ty cổ phần đường sắt Hà Hải thì còn thuộc địa bàn của 5 phường thuộc 3 quận gồm Ba Đình, Hoàng Kiếm và Long Biên. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp chặt với các địa phương trên để chấn chỉnh hoàn toàn tình trạng nhếch nhác, lộn xộn. Trước đó, ngày 4 tháng 5, một tấm đan tại phần đường dành cho người đi bộ đã bị gãy rơi xuống sông.